có hơi kỳ lạ, nhưng những khám phá trong quá trình khai thác mỏ thường là những khám phá thú vị nhất. Bạn đã sẵn sàng cho một cuộc săn tìm kho báu chưa? Hoặc có lẽ chúng ta sẽ xem những gì mà người khác đã tìm thấy, chỉ cần thư giãn ở nhà mà vẫn được mở mang tầm mắt. Tanzanite là một loại đá có giá trị cao và đắt tiền hơn cả kim cương. Loại đá quý này được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1967 tại, cái tên nói lên tất cả, Tanzania. Tanzanite trở nên phổ biến sau khi Tiffany & Co. bắt đầu sử dụng nó trong chế tạo trang sức. Loại đá quý này có giá 200-350 đô mỗi carat. Con số này không phải là quá cao so với những loại đá quý khác trong danh sách của tôi, nhưng các chuyên gia nói rằng giá của Tanzanite sẽ tăng vọt trong 20-25 năm tới. Sắc xanh tím đậm khiến nó trở nên khác biệt với các loại đá quý khác. Hơn nữa, nó chỉ có thể được khai thác ở một nơi trên trái đất. Loại đá quý tiếp theo là Beryl đỏ. Tuy không hiếm như một số loại khác như Opal đen, nhưng rất khó để tìm được những viên có chất lượng cao. Và bạn chỉ có thể tìm thấy Beryl đỏ trên một ngọn núi ở Utah. Tuy nhiên, với một vài sắc thái đỏ đậm, đây là một trong những loại đá quý hiếm gặp nhất trong họ Beryl. Giá cho viên đá đỏ này có thể lên tới 10.000 đô mỗi carat, nhưng tìm mua loại đá này không dễ đâu. Với sắc xanh lá đầy mê hoặc, ngọc lục bảo khá phổ biến. Hầu hết ngọc lục bảo đều có khiếm khuyết nhỏ, giống tôi vậy. Trong một số trường hợp hiếm hoi, một viên ngọc lục bảo tự nhiên không có bất kỳ khuyết điểm nào có thể xuất hiện trên thị trường. Và tất nhiên, giá của nó cao ngất ngưỡng. Chẳng hạn, khi viên ngọc lục bảo Rockefeller nặng 18 carat được bán đấu giá, có người đã mua nó với giá 5,5 triệu đô, tức là 305.000 đô trên 1 carat. Vậy là nó đã phá vỡ mọi kỷ lục, trở thành viên ngọc lục bảo có giá trên đơn vị carat cao nhất từng được bán. Opal là một loại đá quý nhiều màu có giá trị cao, chủ yếu được khai thác tại Úc. Các loại phổ biến nhất là opal trắng, xám và xanh lá. Nhưng ở đây tôi muốn tập trung vào loại hiếm nhất, opal đen. Opal đen chứa nhiều màu, tựa như cầu vồng, và mỗi lần nhìn vào nó, bạn lại thấy một số màu mà trước đây chưa thấy. Việc khai thác opal đen cực kỳ khó khăn, không có gì đảm bảo rằng bạn sẽ tìm thấy nó. Viên opal Virgin Rainbow này được định giá 1 triệu đô và trở thành viên opal đắt nhất thế giới. Vào năm 2003, John Dunstan đã khám phá ra nó. Điều thú vị hơn nữa là nó được tìm thấy bên trong bộ xương của một con mực nang cổ đại. Ai nghĩ đến việc tìm kiếm ở đó chứ? Đây là chiếc nhẫn có gắn viên hồng ngọc Sunrise. Tên của nó xuất phát từ một bài thơ có cùng tiêu đề được viết vào thế kỷ 13. Tuy nhiên, điều làm cho viên đá quý này nổi tiếng không phải là tên của nó. Vào năm 2015, nó được bán với giá 30 triệu đô. Như vậy, nó là viên hồng ngọc đắt nhất mọi thời đại. Danh tính của người mua đã được giữ bí mật. Nhớ bình luận bên dưới nếu đó là bạn nhé. Không phải chỉ đá quý mới có giá trị lớn. Đây là một trong những kim loại đắt nhất thế giới, rhodium. Nó không nổi tiếng và phổ biến như bạch kim, nhưng đang dần trở thành một trong những kim loại đáng giá nhất trên thị trường. 80% nhu cầu về rhodium đến từ ngành công nghiệp sản xuất ô tô toàn cầu. Vậy là nhiều người cần nó, nhưng rhodium cực kỳ hiếm. Sản lượng rhodium hàng năm rơi vào khoảng 30 tấn. Đem ra so sánh, thợ đào vàng chỉ đào được từ 2.500 đến 3.000 tấn kim loại quý này mỗi năm. Giờ bạn có thể thấy tại sao rhodium lại đắt đến vậy. Thuật ngữ gold nugget, vàng cục nguyên khối, khiến tôi vừa mỉm cười vừa cảm thấy đói vì cái tên giống chicken nugget. Thật sao? Đúng vậy. Dù sao đi nữa, cục vàng lớn nhất thế giới hiện đã tồn tại hơn một thế kỷ. Hai người thợ mỏ đã tìm thấy khối kim loại quý khổng lồ này trong mỏ vàng ở Úc vào năm 1869. Nó nặng 97kg và dài 61cm. Hai người thợ mỏ đặt tên cho nó là Chào mừng người lạ. Họ đã ngay lập tức trở nên giàu có. Vào thời đó, bạn có thể trở thành triệu phú chỉ sau một đêm. Ngày nay, chúng ta có Lotto, cơ hội hiếm hoi nhưng có thể. Cháu của một trong hai người thợ mỏ nói rằng khi mọi người nghe đến tên bà, họ luôn hỏi bà rằng vàng ở đâu hoặc bà có giàu không. Bà đáp rằng mình chẳng giàu có gì. Trên thực tế, bà còn không có bất kỳ món trang sức nào được làm từ chào mừng người lạ. Thật không may.
Hãy tưởng tượng bạn 12 tuổi và tìm thấy viên kim cương trị giá 15.000 đô khi đang đi dạo trong công viên xem. Điều này thực sự đã xảy ra với Michael Detlef. Hẳn cậu ấy đã dùng hết may mắn trong đời vào ngày hôm đó. Tất nhiên, trong một công viên bình thường, bạn có thể tìm thấy cây, lá và đá, vân vân. Nhưng trong công viên tiểu bang Cather of Diamonds, bạn có thể tìm thấy kim cương thật. Công viên này rất đặc biệt vì nó chứa 8 mỏ kim cương lớn nhất thế giới. Và bất cứ ai, thực sự là bất cứ ai, có thể đến đó và tìm kiếm kim cương. Và còn tuyệt hơn nữa khi họ có chính sách là ai tìm được có thể giữ làm của riêng. Vậy đấy, bạn chỉ cần đi tìm một viên kim cương ở đó. Biết đâu bạn còn may mắn hơn Michael Delap. Cậu ấy đã tìm thấy viên kim cương 5,16 carat sau chưa đầy một phút tìm kiếm. Bạn đã thấy viên kim cương màu cam lớn nhất từng được bán đấu giá chưa? Có người đã mua nó với giá 35,5 triệu đô vào năm 2013. Tính ra, một carat có giá 2,4 triệu đô. Đây là mức giá cao nhất tính theo carat được trả cho một viên kim cương có màu tại buổi đấu giá. Các thợ mỏ gần đây đã tìm được viên kim cương màu hồng lớn nhất trong hơn 300 năm qua. Viên kim cương có biệt danh Lulo Rose được khai thác từ mỏ Lulo ở phía đông bắc Angola. Viên kim cương màu hồng này nặng 170 carat. Hiện tại, viên kim cương hồng lớn nhất thế giới là Diarra Aino, nặng 182 carat, thuộc bộ sưu tập trang sức quốc gia của Iran. Nhưng Lulo Rose mới được phát hiện cũng lớn gần bằng. Kim cương hồng cũng tương đối hiếm, khoa học không thể giải thích đầy đủ yếu tố nào đã mang đến sắc hồng cho kim cương. Này, có lẽ chúng nhút nhát hoặc dễ xấu hổ. Thực sự chúng có giá rất cao. Vào năm 1999, những người thợ mỏ ở Nam Phi đã phát hiện ra một viên kim cương thô màu hồng nặng 132 carat, sau này có tên là ngôi sao hồng vào năm 2013. Ngôi sao hồng đã được bán với giá khoảng 83 triệu đô trong một cuộc đấu giá. Như thế, nó đã trở thành viên đá quý đắt nhất mọi thời đại. Vào năm 2000, những người thợ mỏ đã tìm thấy một khối đá ngọc bích khổng lồ ở Canada, 18 tấn. Tuy họ muốn giữ lại tảng đá, nhưng sau đó có người đã trả giá rất hào phóng. Những người mua muốn biến tảng đá ngọc bích khổng lồ thành một bức tượng Phật. Cuối cùng, tảng đá đã được tạc thành bức tượng nặng 4 tấn. Có thể bạn đang ngồi trên một khối tài sản ẩn nấp dưới nhà hoặc sân sau. Thỉnh thoảng, mọi người phát hiện ra những vật kỳ lạ và có giá trị trên đất của họ. Đây là điều đã xảy ra với một người mua bán đá quý may mắn ở Sri Lanka. Ông gặp vấn đề với nguồn cấp nước, vì vậy ông ấy đã quyết định khoan một cái giếng ở sân sau nhà mình. Các công nhân đã tìm thấy một cụm sapphire nặng 2,5 triệu carat ở đó. Nó nặng hơn 453 kg. Và trị giá khoảng 100 triệu đô trên thị trường. Chúng ta đã nói về opal đen quý hiếm và tôi không thể không nhắc đến quả dứa opal. Đó là một trong những loại opal hiếm nhất và hấp dẫn nhất. Nó không phải là loại trái cây hóa thạch hay cái gì đó tương tự đâu nhé. Chỉ có hình dạng của cụm tinh thể này giống với quả dứa thôi. Dứa opal này chỉ được tìm thấy trên vách đá trắng ở Úc. Có vàng cục thì cũng phải có bạc cục chứ nhỉ? Đúng, chúng có tồn tại. Trên thực tế, cục bạc lớn nhất mọi thời đại đã được khai thác ở Mỹ, nặng 840 kg. Do quá lớn gây khó khăn cho việc vận chuyển nên nó đã được cắt thành 4 tảng và được chuyển đi từ mỏ Smuggler gần Aspen, Colorado vào năm 1894. Hãy nhìn viên đá quý màu tím lấp lánh này. Nữ hoàng Uruguay là hốc thạch anh tím lớn nhất trên thế giới. Đó là một hốc đá rỗng chứa hàng ngàn tinh thể hoàn hảo bên trong. Hốc này đã 130 triệu năm tuổi. Nó cao 3,5 mét và nặng 2,5 tấn. Hãy tưởng tượng việc khai thác một thứ khổng lồ đến vậy từ lòng đất mà xem. Các thợ mỏ đã phải mất đến 3 tháng mới đưa được nó ra khỏi lớp đá basan rắn chắc bao quanh. Bạn sẽ làm gì nếu tìm thấy một thứ quý giá như những kho báu này?